Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay Chủ nhật ngày 8 tháng 1, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm trưởng đoàn đã đi thăm và chúc Tết các gia đình chính sách huyện A Lưới, đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân và các lực lượng phối hợp bảo vệ biên giới Việt Lào. Năm 2023, ngành du lịch đẩy mạnh áp dụng bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch, phối hợp với các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp nhằm xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện. Ban Chỉ huy quân sự huyện Quảng Điền phối hợp với cấp ủy chính quyền các cấp, tổ chức thực hiện tổ công tác thâm nhập ba gặp bốn biết nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyển quân trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đoàn công tác Trung ương do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm trưởng đoàn đã đi thăm và chúc Tết các gia đình chính sách huyện A Lưới, đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân và các lực lượng phối hợp bảo vệ biên giới Việt Lào. Tham gia đi cùng đoàn có đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thăm chúc Tết tại đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thăm hỏi, động viên và chia sẻ những khó khăn tại đồn biên phòng và các lực lượng kiểm soát tại khu vực biên giới, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các đồn biên phòng cần phát huy kết quả đạt được, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ an ninh biên giới, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, tích cực tuần tra kiểm soát, nắm chắc tình hình, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tiếp tục duy trì mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam Lào và giúp đỡ nhân dân hai nước bạn Lào trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tổ chức các hoạt động đón Tết cho nhân dân khu vực biên giới đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Nhân dịp Tết đến xuân về, Thường trực Ban Bí thư chúc tập thể cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu đón Tết vui xuân nhiều niềm vui và hạnh phúc, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, giữ gìn bình yên biên cương, an ninh trật tự để cho nhân dân đón Tết vui tươi. Trong khuôn khổ chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã trao 15 con bò giống cho 15 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực biên giới, trao quà chúc Tết cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện A Lưới. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng nay đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu do Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi thăm, trao quà và chúc Tết các cơ quan đơn vị và bà con nhân dân trên địa bàn huyện A Lưới. Tham dự và tặng quà có đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương. Tại Bộ Chỉ huy Quân sự huyện A Lưới, thay mặt Đảng bộ, Bộ Tổng Tham mưu, Phó Tổng Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Phạm Trường Sơn chúc các cơ quan đơn vị và toàn thể nhân dân huyện A Lưới năm mới mạnh khỏe và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ được giao. Chúc mừng những thành quả mà Đảng bộ nhân dân huyện A Lưới đạt được trong thời gian qua, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn đề nghị chính quyền địa phương nơi đây tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức, đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để phát triển kinh tế xã hội, quan tâm đến sức khỏe, chất lượng giáo dục và đào tạo, cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, quốc phòng an ninh được giữ vững, cùng cả tỉnh sớm đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Dịp này, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng đã thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện A Lưới. Trong khuôn khổ chương trình đặc biệt mang tên Xuân Biên phòng Ấm Lòng Dân Bản, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, từ sáng đến tối 8 tháng 1, đoàn công tác của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Trường Lưu đã có nhiều hoạt động ý nghĩa tại địa bàn huyện A Lưới do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, huyện A Lưới tổ chức. Đoàn công tác của Tỉnh ủy do Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã đến thăm tặng quà Tết, động viên người dân xã Hồng Kim, Trung Sơn, Hồng Bắc, Hồng Thường, thị trấn A Lưới. Đây là những gia đình nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Tại các nơi đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã ân cần thăm hỏi, tận tay trao quà và chúc một năm mới an lành hạnh phúc. Ngoài chúc Tết, thăm hỏi các hộ nghèo, hộ chính sách, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chia sẻ, tỉnh đã và đang nỗ lực để triển khai chương trình giảm nghèo bền vững, sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Vì vậy, cấp ủy chính quyền cả địa phương và người dân cần tự lực tự cường vươn lên thoát nghèo, chuyển bằng những mô hình kinh tế, góp phần xây dựng huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo của cả nước. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Quỳ Phương tiếp đoàn đại biểu tỉnh Savannakhet nước bạn Lào đến thăm và chúc Tết tỉnh Thừa Thiên Huế. Bà Lenthon Sentavan, Ủy viên Thường vụ, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet, thay mặt đoàn gửi lời cảm ơn đến sự đón tiếp chú đáo của tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới an lành, hạnh phúc đến đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thừa Thiên Huế. Bà Lenthon Sentavan thông tin đến lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế một số nội dung về tình hình kinh tế xã hội của Savannakhet trong năm 2022. Hiện thu nhập bình quân đầu người của tỉnh này đạt hơn 1.800 đô la Mỹ một người, tăng trưởng kinh tế đạt 7,36%, thu ngân sách tăng hơn so với năm trước. Năm 2022 cũng là năm kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào. Cùng với các địa phương trên toàn quốc, Savannakhet cũng đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm thiết thực nhằm góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt của hai đất nước. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quỳ Phương cảm ơn bà Lenthon Sentavan và đoàn đại biểu tỉnh Savannakhet đã đến thăm chúc mừng tỉnh nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng thông tin đến đoàn những thành tựu kinh tế xã hội của Thừa Thiên Huế trong năm qua và kế hoạch tổ chức các chương trình để người dân vui chơi trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thời gian tới, Phó Chủ tịch mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác về chính trị, ngoại giao, nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhằm góp phần duy trì, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam, Lào nói chung, giữa hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Savannakhet nói riêng. Chuyển sang những tin tức khác, Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Trà và Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Điền tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2023. Năm 2023, Hương Trà đặt ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng 14,5 đến 15,5% so với năm 2022, thu ngân sách 215 đến 220 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 1.650 tỷ đồng. Để thực hiện mục tiêu này, Hương Trà phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực của xã hội để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển nhanh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện cả về tốc độ và chất lượng tăng trưởng, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, hỗ trợ tích cực các doanh nghiệp, nhà đầu tư về công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn đang đầu tư trên địa bàn. Tiếp tục thu hút các doanh nghiệp mới, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, đầu tư hạ tầng các điểm quy hoạch khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất ngay từ đầu năm, tạo nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, vừa góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị. Tại hội nghị, đại diện các ngành, lĩnh vực đã ký kết biên bản liên tịch thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh và giao ước thi đua năm 2023, công bố các quyết định xếp loại về chính quyền điện tử, cải cách hành chính năm 2022 và các quyết định khen thưởng khác. Theo đó, năm 2023, huyện Quảng Điền phấn đấu đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất trên 10%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng, tổng vốn đầu tư xã hội tăng trên 10%, thu ngoài quốc doanh trên 23 tỷ đồng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 73%, giải quyết việc làm trên 1.500 người một năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,5%. Trong năm 2023, có thêm 3 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, đồng thời chủ trọng đẩy mạnh chương trình nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Chương trình phát triển dịch vụ du lịch, tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ, văn hóa, xã hội. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện đã trao cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc tạo ra các sản phẩm dịch vụ du lịch mới, thì công tác đảm bảo môi trường du lịch, nâng cao hình ảnh của điểm đến Thừa Thiên Huế là một việc làm hết sức quan trọng, có yếu tố quyết định đối với việc thu hút du khách. Trong năm 2023, ngành du lịch đẩy mạnh áp dụng bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch, phối hợp với các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp nhằm xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn và thân thiện. Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang được Sở Du lịch đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ nhân viên của ngành. Đây là những chuẩn mực nhằm định hướng hành vi, thái độ, thói quen, cách ứng xử văn minh của tổ chức và cá nhân khi tham gia hoạt động du lịch. Nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, văn hóa ứng xử trong hoạt động du lịch cho các đối tượng là hướng dẫn viên, lái xe du lịch, xích lô, tiểu thương, cộng đồng tại các điểm du lịch. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của các cá nhân, chủ thể tham gia hoạt động du lịch, tạo môi trường hình ảnh điểm đến thân thiện, mến khách.
phải tạo được một cái lợi ích cho cộng đồng địa phương, cả doanh nghiệp lẫn người dân. Như vậy là phải sử dụng cái sản phẩm ở địa phương như thế nào, rồi tái tạo các loại sản phẩm là rác thải như thế nào để bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải ra ngoài môi trường. Đó, và cuối cùng đó là cũng nâng cao được ý thức của người dân, du khách và các doanh nghiệp trong vấn đề là có trách nhiệm đối với việc bảo vệ môi trường của điểm đến của địa phương khi tổ chức các hoạt động du lịch. Cùng với việc áp dụng bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch hướng đến phát triển du lịch bền vững, nâng cao hình ảnh điểm đến, ngành du lịch Thừa Thiên Huế chú trọng xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện để tạo thiện cảm, thu hút du khách. Thành phố Huế là trung tâm du lịch dịch vụ của tỉnh, hàng năm thu hút lượng khách lớn đến tham quan, lưu trú và sử dụng các dịch vụ. Trong năm 2023, thành phố phối hợp với ngành du lịch nhằm xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện, an toàn, giàu bản sắc, đẩy mạnh tuyên truyền bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch cho người dân, cán bộ nhân viên trên địa bàn thành phố, để mỗi người dân Huế trở thành một đại sứ du lịch. Thành phố cũng xác định trong năm 2023 và các năm tiếp theo thì phải tập trung vào một số cái mục tiêu chính, đó là hướng đến cái môi trường du lịch văn minh, thân thiện, an toàn và giàu bản sắc. Thành phố cùng với Sở Du lịch cũng đã bàn bạc nhằm mục tiêu là cụ thể hóa các cái tiêu chí của các cái mục tiêu trên. Và trên cơ sở đó thì triển khai cho các địa phương, các ngành của thành phố trong cái sự phối hợp với các ngành của tỉnh, rồi các cái hiệp hội du lịch để cùng đồng bộ tiến hành các cái công tác để tạo ra một cái môi trường có cái tính chất bền vững trong cái thời gian tới. Trong thời gian đến, để Thừa Thiên Huế được công nhận là đô thị di sản, thành phố trực thuộc Trung ương theo nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thì du lịch phải trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thừa Thiên Huế là một trong những địa bàn trọng điểm du lịch của miền Trung và Tây Nguyên. Đặc biệt, đến năm 2030 trở thành một điểm đến ngang hàng với các thành phố di sản văn hóa thế giới. Để đạt được mục tiêu đó, các cấp các ngành đã ban hành nhiều kế hoạch và giải pháp thực hiện. Trong đó, ngành du lịch tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với các địa phương, đơn vị, các ngành liên quan nhằm thực hiện các giải pháp đảm bảo môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện. Nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản, bổ sung giống loài thủy sản đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt, có điều kiện phục hồi và phát triển nhằm cân bằng môi trường hệ sinh thái trên các con sông và hệ đầm phá Tam Giang Cầu Hai, ngành thủy sản đã có nhiều hoạt động thả con giống thủy sản xuống thủy vực. Theo đó, năm 2022, toàn tỉnh tổ chức thả hơn 4 triệu con giống thủy sản xuống sông, biển và đầm phá, tăng hơn 2,7 lần so với năm trước. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ mua hơn 1,5 triệu con, chiếm 37%, và hơn 2,5 triệu con, chiếm 63%, được hỗ trợ từ các dự án, chi hội nghề cá và các tổ chức khác. Các loài giống thả xuống thủy vực chủ yếu là cá bản địa như lóc, rô đồng, trắm, tôm sú, cua xanh, cá dìa. Với sự chung tay bảo vệ tái tạo nguồn lợi thủy sản được cộng đồng ngư dân, các tổ chức, ban ngành ngày càng quan tâm. Năm 2022, số lượng giống thủy sản đã thả xuống các thủy vực tăng hơn 20 lần so với cách đây 10 năm. Ngày mai, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ hội Hoàng Mai với quy mô toàn quốc nhân dịp đón xuân Quý Mão năm 2023. Đây là lễ hội Hoàng Mai với quy mô toàn quốc được tổ chức lần đầu tiên tại cố đô Huế. Lễ hội này cũng nằm trong khuôn khổ Festival Mùa Xuân thuộc chương trình Festival Bốn Mùa được tổ chức xuyên suốt trong năm 2023 của tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, lễ hội Hoàng Mai sẽ trưng bày những cây Hoàng Mai Huế đẹp, độc lạ từ những nhà vườn trong cả nước. Đây là nơi để các nhà vườn, những người chơi mai cảnh ở Huế và cả nước giao lưu, gặp gỡ, quảng bá sản phẩm, mua bán cũng như bảo tồn những cây mai quý. Thưa quý vị và các bạn, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ có tác động trực tiếp đối với sự nghiệp xây dựng quân đội. Để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đạt kết quả tốt, từ đầu tháng 12 đến nay, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Điền phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp, tổ chức thực hiện tốt công tác thâm nhập, ba gặp, bốn biết nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyển quân trong tình hình mới. Chúng tôi có mặt tại gia đình thanh niên Phan Ảnh Ngọc, thôn Tân Thành, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền. Đúng vào thời điểm đoàn cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện và xã Quảng Công đang thực hiện khâu thâm nhập, ba gặp, bốn biết.
Đoàn đã đến gặp gỡ gia đình và thanh niên nhập ngũ để tìm hiểu hoàn cảnh kinh tế gia đình, tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, cũng như trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật, phẩm chất đạo đức của thanh niên để kịp thời động viên giúp đỡ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng như những đối tượng tạm hoãn. Ngoài ra, đoàn còn phổ biến các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước để thanh niên hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng như sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Mặc dù bản thân tôi có công ăn việc làm ổn định tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà sau khi có giấy gọi khám nghĩa vụ quân sự thì chúng tôi là trở về địa phương để đi khám nghĩa vụ. Qua khám nghĩa vụ thì tôi đã đủ điều kiện để nhập ngũ năm 2023. Tôi rất vinh dự và tự hào đây là trách nhiệm nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi thanh niên. Sau khi tôi nuôi con lớn lên thì cũng là đồng tiện nghĩa vụ và đi khám sức khỏe thì động viên con lên đường nhập ngũ và làm chấp hành nổi là coi như đảng và nhà nước, thì là để làm tròn nhiệm vụ 2 năm. Năm 2023, huyện Quảng Điền giao quân 102 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó quân đội 86, công an 16, để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Ngay sau khi nhận được chỉ tiêu trên giao, Ban Chỉ huy quân sự huyện kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Trong đó, chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã thị trấn kiện toàn đầy đủ về thành phần, số lượng. Chỉ đạo các xã thị trấn tiến hành ra soát, phúc tra, quản lý số công dân trong độ tuổi, thực hiện luật nghĩa vụ quân sự. Tổ chức sơ tuyển, khảm tuyển, gặp gỡ thanh niên trước khi lên đường. Làm cha làm mẹ thì nói thật ra con đi xa thì ai cũng buồn hết. Đó. Nhưng mà cũng buồn thì nói thật ra buồn là vui vậy thôi, nhưng mà phải là cái trách nhiệm của con. Vậy là để mà lo bảo vệ cho tổ quốc, bởi vì mình là một thanh niên mà. Thì buồn trong động viên con để cố gắng đi 2 năm về để mà hoàn thành nhiệm vụ để mà lo công việc làm ăn ổn định cho gia đình. Ban Chỉ huy quân sự huyện là cơ quan thường trực của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, luôn làm tốt công tác tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện về tổ chức triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng theo luật nghĩa vụ quân sự và các nghị định, thông tư hướng dẫn của trên. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện, các thành viên của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chỉ đạo công tác làm tổ công tác tuyên truyền, nhất là luật nghĩa vụ quân sự và các nghị định, từ đó là nâng cao nhận thức cho bà con nhân dân và thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Sau khi khám tuyển xong thì Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã phân bổ chỉ tiêu cho các địa phương, đồng thời chỉ đạo làm tốt mọi công tác chuẩn bị chặt chẽ, nghiêm túc, bàn giao hồ sơ cho các đơn vị vào thâm nhập đúng thời gian quy định. Từ đó, thanh niên tham gia nghiệp vụ quân sự 100% việc đơn tình nguyện và đã hoàn chỉnh tất cả các thủ tục để chuẩn bị cho công tác giao quân. Nhìn chung, công tác tuyển quân năm nay ở huyện Quảng Điền bước đầu đã tạo được sự đồng tình và nhất trí cao trong quần chúng nhân dân, hạn chế các biểu hiện tiêu cực trốn tránh, hạ được tỷ lệ dự phòng, tuyển quân đủ số lượng, đảm bảo chất lượng. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải có công điện gửi các cơ quan, đơn vị ngành giao thông vận tải về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội xuân năm 2023. Cụ thể, công điện yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa, Cục Đường sắt, Cục Hàng không và Sở Giao thông Vận tải các địa phương chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đảm bảo an ninh an toàn hàng không và các dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay. Công điện nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị đường bộ khẩn trương hoàn thành việc nâng cấp sửa chữa các tuyến giao thông trọng điểm và có phương án phân luồng tổ chức giao thông tại các đầu mối giao thông trọng điểm, không để xảy ra tình trạng ùn tắc. Đối với đường sắt, yêu cầu tăng cường kiểm tra tại các khu vực có nhiều điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ thường xuyên xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Phía Cục Hàng không, công điện yêu cầu đơn vị này chỉ đạo các hãng hàng không xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách tối ưu, điều hành lịch bay, hạn chế tối đa việc chậm chuyến, hủy chuyến, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Quý Mão 2023. Sáng nay, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi và Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh hoàn thành 10 trên 10 chỉ tiêu đề ra. Nội dung các chương trình hoạt động của trung tâm thiết thực và đa dạng, định hướng phát triển kỹ năng cho thanh thiếu nhi với nhiều loại hình hoạt động hấp dẫn, mới mẻ.
trung tâm đã tạo nhịp cầu kết nối những tấm lòng hảo tâm để cùng chung tay tổ chức 7 chương trình thiện nguyện với tổng kinh phí gần 700 triệu đồng. Tổ chức 6 chương trình tư vấn tuyển sinh, 3 hành trình trải nghiệm ước mơ cho hơn 700 học sinh trung học cơ sở, 3 diễn đàn khởi nghiệp cùng bạn, 2 hội nghị tư vấn việc làm và định hướng người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Năm 2023, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức các mô hình mới, phù hợp, thiết thực để tạo sức hút đối với các tầng lớp thanh thiếu nhi, phát huy vai trò của các câu lạc bộ, đội nhóm trong việc tham gia các hoạt động của trung tâm, tỉnh đoàn, đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động của trung tâm. Sáng nay, Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên Đại học Huế phối hợp cùng với Trung tâm Huyết học Truyền máu khu vực miền Trung, Ban đào tạo và công tác sinh viên Đại học Huế tổ chức chương trình lễ hội Xuân Hồng ngày Chủ nhật đỏ năm 2023. Với thông điệp hiến giọt máu đào, trao đời sự sống, lễ hội Xuân Hồng ngày Chủ nhật đỏ năm 2023 thu hút hơn 500 cán bộ, đoàn viên, sinh viên tham gia và đăng ký hiến máu tình nguyện, dự kiến thu được hơn 600 đơn vị máu bổ sung và nguồn máu dự trữ tại Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế, góp phần cấp cứu và điều trị kịp thời cho các bệnh nhân trong cuộc chiến chống lại bệnh tật. Trong nhiều năm qua, hiến máu nhân đạo là hoạt động đi đầu trong các phong trào tình nguyện của đoàn sinh viên Đại học Huế với sự hưởng ứng nhiệt tình và tham gia rất tích cực của các bạn đoàn viên. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện nghĩa cử cao đẹp của tuổi trẻ Đại học Huế đối với trách nhiệm xã hội vì cộng đồng. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây xin được kết thúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.